chào mọi người nhé. Để làm ăn kinh tế các bạn, bọn mình ngoài trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, bọn mình trang trại tổng hợp, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Hôm nay mình sẽ tranh thủ, hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn về cái mô hình nuôi bò vỗ béo. Hôm nay mình tranh thủ tiếp thì mình giới thiệu các bạn cách để mình làm chuồng rất đơn giản các bạn. Với diện tích nuôi gần chục con bò các bạn, rất đơn giản. Đây các bạn, cái chiều này các bạn hàn cho mình nó dao động từ khoảng 1m1 đến 1m2 một cái ngăn này, các bạn. Đấy. Cái tiếp này các bạn chỉ cần sử dụng tiếp 48 thôi. Đấy. Đây rất đơn giản. Thế cái chiều máng này đây các bạn xây cho mình 80 phân. Thì trong lòng này nó chỉ còn độ khoảng cỡ 60 phân. Thì mình tận dụng các cái gạch gạch hoa mà bán ở đại lý đây các bạn. Cái gạch này mình nổi thôi, mua rất rẻ các bạn. Các bạn ốp vào đây cho mình. Nó vệ sinh rất dễ. Thứ hai là cái nền chuồng các bạn làm dốc các bạn ạ. Làm dốc tất cả về một bên. Thì toàn bộ phân các bạn sẽ hót ra bón cây. Cây trồng các bạn để ủ vào để bón cây trồng. Thế còn nước giả các bạn sẽ, mình sẽ đi ra bioga đằng kia để mình tưới. Tưới toàn bộ cây trong trang trại các bạn. Thì các bạn làm chỉ lưu ý cho mình mỗi một cái chuồng này là các bạn tránh cái hướng gió thổi vào mặt con bò. Thì con bò này thực sự các bạn khi đã làm đủ vaccine các bạn, nó chỉ cần các bạn sau khi nuôi như này các bạn làm cho mình vaccine ở mồm long móng này, tổ huyết trùng này, và ký sinh trùng đường máu, và các bạn tẩy run sáng, cái độ an toàn của nó rất cao các bạn, nó rất ít bệnh. Vì mình nuôi như này mình sẽ quản lý được, các thứ nhất là mình không chăn thả, mình quản lý được cái dịch bệnh bên ngoài và các cái thức ăn bị ô nhiễm ngoài, có thể là bị thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật đấy các bạn. Đấy. Thì cái phần giun sán ở ngoài chăn thả tự nhiên nó rất nhiều. Đấy, cho nên là chăn nuôi nó rất chậm lớn. Thế nhưng mình nuôi rốt như này các bạn rất tiện lợi, các bạn tranh thủ cũng có thể chăn được 10 con. Nếu như mình đã có cỏ và cây chuối các bạn thì chăn toàn bộ cỏ các bạn nhé. Khi cỏ voi mà dài cao là các bạn đưa máy xay các bạn. Các bạn là xay ra, các bạn cho ăn, cản rộng được hết từ gốc lên đến ngọn các bạn. Thì hôm nay mình tranh thủ tiến hành mô hình chuồng trại. Nếu các bạn mà có các cái chuồng heo, mình bây giờ mình không nuôi heo nữa, mình tận dụng đưa tiếp vào mình bắn như này, mình hàn như này rất đơn giản thôi. Đấy. Với diện tích có không đáng bao nhiêu mét vuông, cái con bò này nó tính cả lối đi nó vào cái cỡ khoảng 3 mét vuông thôi các bạn. Tổng cả máng cả khoảng 30 mét. Hiệu quả sau một năm này các bạn mấy chục triệu một con, nó nặng lắm các bạn. Tại vì mình nuôi như này bán nhỏ nhất nó cũng khoảng 650 cân, to nó khoảng 8 đến 9 tạ là 900 kg mình. Thì nó rất là cao. Thứ hai này là mình bán giá bán hơi các bạn, nó không trượt giá mà. Các bạn theo dõi về con bò, các bạn để ý một chút thì bao nhiêu năm nay, kể cả những lúc nợ xuống giá, những con bò này nó vẫn giữ giá các bạn, rất an toàn về chăn nuôi. Tại vì do cái nguồn thức ăn mình bây giờ thịt bò vẫn đang thiếu các bạn, mình có thể nhập từ Úc, Brazil. Cái mỗi một năm mình nhập mấy ngàn tấn. Mình làm nông nghiệp, ruộng đất thì rất rộng, thì công việc này rất hiệu quả các bạn, tận dụng được từng mét vuông đất luôn. Cái thức ăn cho nó toàn bộ cỏ và cây chuối là mình trồng rất dễ. Toàn bộ nước thải này các bạn đưa ra, các bạn tưới cho cỏ voi, tưới cho cây chuối, mình đưa vào đây mình chăn nuôi. Không phải đi chăn thả như ngày xưa mà mình chỉ cắt đồ khoảng một tiếng, mình chỉ cắt cỏ voi có khả năng mình có thời gian mình cắt ngày hôm nay mình ăn được 2 ngày các bạn. Cái mô hình cắt xã nó mô hình tổng hợp, tranh thủ mình giới thiệu với các bạn về cách để làm cái chuồng bò nó các bạn nghĩ cho mình cái chiều rộng này nó đảm bảo từ 1m1 đến 1m2 các bạn. Đây là 1m1 đến 1m2 các bạn. Bây giờ nó nhỏ như này nhưng mà hôm nay nó 7-8 tạ các bạn.
nên là các bạn lưu ý làm đỡ phải sửa chữa và hiệu quả kinh tế rất cao. Hôm nay mình tranh thủ mình giới thiệu cho các bạn sơ qua về cái cách để làm chuồng trại các bạn. Các bạn sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cái mô hình trong sản phẩm. Mong anh em mọi người chia sẻ và có cái kinh nghiệm thì hay giúp cho mình phát triển đàn đại gia súc của trang trại.